Trong cái bài này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt scan vào một cái folder ở trên cái máy mắt MacBook ha. Ở đây mình có một cái máy mắt là 10.11. Bây giờ mình sẽ làm sao để mình scan vào trên cái máy mắt này được. Nó giống như scan cho SMB nhưng mà cái holder là nằm trên cái máy mắt. Thì cái thao tác của mình nó sẽ hơi khác một chút xíu so với scan vào cái folder ở trên cái hệ điều hành Windows. Thì đầu tiên mình sẽ tạo ra một cái folder trên desktop ha. Mình sẽ nhấp chuột phải vào chọn New Folder. Mình sẽ đặt cái tên là scan. Chút xíu nữa mình sẽ scan vào cái folder này. Rồi trước khi mình cài đặt thì mình phải kiểm tra cái kết nối trước để xem là cái máy mắc này với cái main nó đã kết nối được với nhau chưa. Chúng ta phải xem cái địa chỉ IP của cái máy mắc này trước. Chúng ta sẽ vào cái System Reference. Chọn vào một network. Đây là nó đang sử dụng cái DHCP là địa chỉ IP động. Địa chỉ IP hiện tại của cái máy mắc này là 172.16.0.31. Bây giờ chúng ta sẽ thử truy cập vào cái main. Chúng ta sẽ mở cái trình duyệt Safari lên nha. Mở Safari lên hay là mở Chrome gì đó. Chúng ta nhập cái địa chỉ IP của cái main vô. Ở trên cái máy mắc thì nó sẽ không có cái command line, cũng không có cái bin giống như trên Windows mình á. Trên Windows mình muốn kiểm tra kết nối tới cái máy in thì mình có thể là dùng cái lệnh bin, dùng mở command line lên mình bin. Tuy nhiên ở trên cái máy mắc này nó không có, thì nó chỉ có một cách duy nhất để mình kiểm tra là mình sẽ vào cái trình duyệt web, mình nhập cái địa chỉ IP của cái máy in vô. Nó đang sleep rồi. Chúng ta sẽ mở một cái trình duyệt web lên là Safari hoặc là Chrome gì đó, nhập cái địa chỉ IP của cái main vào. Nếu mà nó truy cập được và chứng tỏ là chúng ta đã kết nối được tới cái main. Sau rồi chúng ta sẽ kiểm tra cái địa chỉ IP của cái máy mắc. Chúng ta sẽ vào System Reference, vào Network. Vào Network rồi chúng ta xem cái địa chỉ IP của cái máy mắc mình là nó có cùng lớp mạng với cái main hay không. Nó thu nhỏ lại nha. Giờ bước tiếp theo chúng ta sẽ share cái folder này ra. Nó giống như là trên Windows thôi, chúng ta sẽ share folder ra. Rồi phải tạo địa chỉ là mình scan vào được thôi. Bây giờ mình sẽ share ra. Thì để share cái folder này ra thì nó sẽ không giống như trên Windows. Mình sẽ vào cái About This Mac. Đấy. Vào lại cái System Reference. Chọn vào mục sharing. Tôi xóa này đi, tôi add là từ đầu. Chúng ta sẽ add cái folder mà mình vừa mới tạo ở trên desktop nè, tiếp tục nè, vào cái share folder. Các bạn nhấp vào cái phím dấu cộng, bấm vào dấu cộng. Chọn vào desktop, chọn vào cái folder mình mới vừa tạo đó. Bấm chữ add. Là add vào. Xong ở bên phải là có một cái danh sách những cái user đã được phép truy cập vào cái folder scan này. Thì nó đã có sẵn một cái BVN E014 nè, có quyền là read and write là có quyền toàn quyền luôn rồi đó. Ngoài ra mình có thể tạo thêm một cái folder, một cái user mới. Có thể tạo user mới bằng cách là mình sẽ vào cái mục là user group đây. Mình tạo một cái user mới. Thì ở đây nó đang ẩn nè, mình không có thể nào mà thao tác được, mình phải click vào cái hình cái ổ khóa
vết vào cái hình cái ô khóa đây, nhập cái password của admin vô, bấm chữ unlock thì cái này nó mới hiện lên. Bấm dấu cộng để mà thêm user, bấm dấu trừ để xóa user, có thể bấm dấu cộng mình tạo user mới, xong rồi mình sẽ add cái user đó vào phân quyền cho cái thư mục scan. Ở đây thì tôi sử dụng cái user admin BVN E014 này để sử dụng luôn ha. Sẽ quay lại kiểm tra là một serin, mình đã add cái folder scan vô đây, phân quyền là read and write cho cái BVN E014. Bây giờ mình sẽ tạo cái address book ha, tạo địa chỉ, truy cập vào cái máy in, mình sẽ vào user mode, admin user mode. Đây là cái máy C300i ha, cái giao diện nó dạng web, nó sẽ hơi khó nhìn chút xíu. Vào store address, address book nè, mình sẽ tạo một cái địa chỉ scan ở trong đây, chọn vào SMB, ở đây nó có sẵn một cái địa chỉ này, mình sẽ tạo một cái mới, mình sẽ tạo là SMB tên các em test mắt, kéo xuống search vào chữ main, nhập cái địa chỉ IP của cái máy mắt vào 172.16.0. bao nhiêu, xem lại địa chỉ IP của máy mắt ha. Quay lại cái màn hình là system reference, chọn vào network, nên là 172.16.0.31. Nó nhập vào cái tên của cái folder share scan. User là mình sẽ sử dụng cái user hiện tại luôn. Rồi, tạo user mới cũng được. Password của user đó. Ok. À, mình sẽ, bây giờ mình sẽ scan thử ha, mình sẽ remote vào để scan thử. Mình sẽ đăng nhập vào nếu mà có sử dụng cái ID admin, còn nếu mà không có ID admin, không có username password nó thì nó sẽ vô thẳng luôn. Mình sẽ chọn vào chức năng scan. Scan ha. Mình chọn vào KM test mắt. Hay chọn một cái paper size nào đó để nó không báo lỗi. Tại mình không có để giấy lên nên là mình lúc mình bấm start nó sẽ báo lỗi. Nhưng mình sẽ bấm start. Đang quét nè, mình sẽ đi ra cái folder scan để mình coi có file không. Nên không có refresh nè. À, nó đang scan hai mặt. Chọn finish, bấm start. Nó đang chọn separate. Đây có file rồi đây. Nghĩa là mình đã làm thành công ha. Mình sẽ scan thêm lần nữa. Chọn giấy. Nếu mình có giấy trên máy thì mình không cần phải chọn paper size ha. Máy nó tự động nhận. Vô file nữa nè. Đó. Rồi mình sẽ kết thúc ở đây nha.